Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người quay lại với chương trình clip của Diễn đàn Ô tô Sài Gòn. Thì xưa giờ mọi người cũng đã cùng Tâm làm thực hiện rất là nhiều những cái video về giới thiệu và đánh giá xe. Thì ngày hôm nay Diễn đàn Ô tô Sài Gòn mở thêm một cái chuyên mục mới, đó là cùng thành viên đánh giá chiếc xe mà mình đang sử dụng. Thì hiện tại kế bên Tâm đây đó là anh Nguyễn Kim Thắng, một thành viên của Diễn đàn Ô tô Sài Gòn, và chiếc xe mà anh đã mua và sử dụng trong suốt một năm qua đó là chiếc Honda CR-V. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cùng với anh Thắng chia sẻ những cái kinh nghiệm của anh Thắng về nhận định của anh Thắng về chiếc xe này. Ok, và cái điều đầu tiên thì Tâm nghĩ là mọi người cũng muốn biết đôi điều về anh Thắng. Thì anh Thắng, anh có thể giới thiệu bản thân mình chút xíu để cho mọi người có thêm thông tin về anh. Em là Nguyễn Kim Thắng, sinh năm 1983, hiện đang sống tại số 45 đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận Nhân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng mua xe này từ năm ngoái. Để chạy xe này thì rất là hài lòng. Thì anh cho em hỏi là cái xe mình là bản 2 chấm. Thì anh mua tại đại lý nào anh ha? Em mua tại đại lý ô tô Phước Thành. Ô tô Phước Thành. Nằm trên đường Võ Văn Kiệt. Đúng rồi, Võ Văn Kiệt. Và thì em có nghe anh chia sẻ là trước khi anh đã sử dụng qua nhiều xe rồi. Đây không phải là cái xe đầu tiên của anh. Thì anh có thể chia sẻ cho em và mọi người biết là trước cái xe này thì anh đã đi qua những cái dòng xe nào? Trước thì mình đi cái xe Camry. Cũng 2.0. Thì cái cơ duyên gì để là anh thay đổi từ chiếc Camry lên cái dòng cao hơn? Hiện tại trong thành phố Hồ Chí Minh mình cứ mùa mưa rất là hiện tượng là nột, ngập nột hầu như các tuyến đường. Chỉ một số phố chính nó không ngập thôi. Cái dòng sedan kia thì nó hơi thấp. Cái thứ hai là đúng rồi, là cái trở ngại đầu tiên, và cái thứ hai là mình thường xuyên đi công tác xa. Nên mà khi mà đi cái dòng xe kia mình cảm thấy không thoải mái. Mình ngồi xe này nó cao hơn. Hai là cái xe này tính năng cái cốp nó rất là rộng. Để nhiều đồ. Anh Thắng là chia sẻ thêm một xíu thông tin cá nhân là anh đã có gia đình và đã có cái cháu rồi. Anh cho em hỏi là anh có bao nhiêu cháu, mấy cháu? Hiện tại bây giờ gia đình mình có một cháu thôi. Nhưng vợ chồng mình thường xuyên cuối tuần hay đi chơi. Thế là lựa chọn cái xe này nó cốp rất rộng, khi mà cái ghế gập rất là dễ. Mình cũng mua thêm một cái đệm hơi, thế là khi mình ngả ghế xong mình bơm hơi lên cái này giống như một cái giường phía sau là vợ con mình ngồi bên trong. Rồi anh có hay dùng xe này để phục vụ cho gia đình thì anh đã chia sẻ rồi. Anh có dùng nó cho những cái công việc khác của mình? Tại vì em có nhận thông tin là anh đang kinh doanh trong cái lĩnh vực bất động sản. Thì em nghĩ là chắc anh cũng có đi đây đi đó nhiều. Thì trước kia thì mình có dùng con Camry. Nhưng mà ngay đặc biệt khi mà mình đi trên cầu, trên phà thôi. Mà khi mình lái mà mình thẳng bánh thì nó bị quẹt cái mũi. Là cái điều đầu tiên. Thứ hai là khi mình đi công tác, bên mình là bất động sản. Thì các cái dự án thì nhiều khi những đường đấy là xe dòng sedan nó thấp là không có chạy được. Những cái công trình họ đang xây dựng thì nhiều khi đường là vô nó còn đang không có tốt, chưa có làm. CR-V được biết đến là một trong những cái dòng xe mà nó tương đối có nhiều cái option, nhiều những cái trang thiết bị để phục vụ cho người tiêu dùng. Thì cá nhân anh đánh giá về cái xe này thì có những cái điểm nào mà anh hài lòng nhất, những cái chức năng của xe mà anh hài lòng nhất? Xe này ấy, mình đánh giá là thứ nhất là đi cái đường trường ấy là tốt. Mình rất yên tâm, mình không sợ vấn đề giữa hỏng hóc giữa đường hay cái gì. Mà cái dòng xe này ấy, ví dụ nó có chắc hỏng chăng nữa thì cũng rất là dễ thay đổi so với một số dòng xe khác. Và cái thứ hai ấy là cái xăng mình đi cũng tiết kiệm hơn so với một số dòng xe khác. Anh đi thì thường nó tiêu hao nhiên liệu như thế nào? Thường mình đi, ví dụ như là đi đường trường ấy thì nó rơi vào tầm khoảng 11 lít. 100 cây. Đúng rồi. Nhưng mà đi cao tốc thì khoảng tầm 9 lít rưỡi, 10 lít trên 100 cây. Thì khi anh sử dụng cái xe này, anh có hay sử dụng cái tính năng cruise control của cái xe không? Mình chạy đường dài là mình hay sử dụng cái tính năng đó. Để cho nó rất là an toàn, hay nó đỡ mỏi chân. Và có thêm một cái ưu điểm nữa là em cái này em chia sẻ
là những cái kinh nghiệm của cá nhân em thì khi sử dụng, anh sử dụng cái kiểm soát hành trình hay là gọi là cruise control thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn rất nhiều so với lại mình sử dụng bình thường, mình không sử dụng nó. Thì bây giờ ra khỏi thành phố chút xíu là ở hướng nào chúng ta cũng có cao tốc hết rồi. Đi ra hướng miền Đông thì có cao tốc Long Thành Dầu Dây, đi về hướng miền Tây thì có cao tốc Trung Lương. Lên cao tốc thì xài cruise control thì nó tuyệt vời, nó tiện dụng. Còn cái độ êm ái, cái độ cách âm của cái xe này thì anh đánh giá sao? Độ cách âm của cái xe này nó cũng nói chung cũng bình thường, chứ không được tốt so với một số dòng cao cấp hơn thì họ tốt hơn. Nhưng với dòng sàn sàn dụ CRV hay là CX-5 hay là Fortuner đấy thì cái này nó êm hơn so với để, với dòng đó. Cho em hỏi thêm là trong cái quá trình sử dụng suốt một năm qua thì những cái khoảng đường nào là cái quãng đường mà xa nhất anh đã từng đi cùng với cái xe này? Xe này đi nhất dài nhất là đi về Trà Vinh. Trà Vinh. Dạ. Với lại đi về Phan Thiết thì công Phan Thiết thì cứ một tháng là mình qua đây công tác một lần. Phan Thiết thì cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 180 khoảng 200 cây. 200 cây, tầm 200 cây. Xuống Mũi Né đấy. Thì suốt một năm qua quá trình sử dụng thì không biết mình đã đi được bao nhiêu cây km rồi anh ha? Mình đi được khoảng tầm 11.000 km đây. 11.000. Dạ. Dạ, một năm đi 11.000 thì nó cũng tương đối, không quá nhiều nhưng mà cũng không quá ít. Dạ. Thì trong những cái chuyến đi đó anh có những cái kỷ niệm nào vui không? Vui buồn với cái xe này anh có thể chia sẻ với mọi người. Cái xe này ấy, tính năng của thiết kế là chỉ có 5 chỗ thôi. Dạ. Nhưng mà hôm ấy mình đi là cũng 5 anh em ra Phan Thiết. Dạ. Nhưng mà khi núp về thì cái xe của anh bạn ngoài kia đấy, anh ấy ở lại. Thế trong đó là mình nhét thêm hai anh bạn nữa. Thì mở cái cốp đằng sau ra thì hai anh bạn ngồi tiếp cốp đằng sau. Đính xe này cũng là 7 chỗ. Đấy, kỷ niệm vui với cái xe này. Dạ. Đấy, mà trong cái, này đó, là, cái này là anh em mình chỉ chạy riêng với nhau thôi chứ nó cũng... là con quan tính chất là nó đúng rồi. Không có ấy, tức là cái trường hợp này ấy là hầu như là không hề hiểu. Yeah. Bởi vì trong đầu vì cái xe này dòng 5 chỗ mình đi 5 người. Yeah. Nhưng mà trường hợp bất khả kháng. Ôi, vậy thì đó thì hành lý rồi sao anh? Hành lý vẫn để bình thường à? Đúng rồi, anh em đi chỉ có mỗi cái một vài cái cặp vứt phía sau thôi. Thì hai anh em vẫn ngồi phía sau bình thường. Dạ. Đấy, vừa đi nhưng vừa. Mà, rồi giờ, hai anh em nó có cho cảm nhận như không anh? Thì ngồi sau nhức đầu quá hay chóng mặt quá hay say xe hay gì gì không? Thì đi này thì thực ra cái xe này đi cũng rất là êm. Dạ. Mà mình chạy, bản thân mình chạy cũng rất là kỹ. Dạ. Không chạy nhanh. Dạ. Đâm ra là anh em đi ngồi sau cũng thoải mái. Dạ. Kêu là sau này bọn tôi cũng sẽ lấy xe như của ông. Bởi vì là những xe kia người ta 5 chỗ muốn có ngồi thêm không ngồi được. Yeah. Bắt buộc phải chèn thêm người vào trong thôi. Những cái xe này là cái là rất là hay, cốp rất là rộng. Yeah. Nên là anh em có thể là ngồi phía sau được. Để chữa vết hữu không phải thường xuyên. Cái đó, những trường hợp đó thì cũng chữa cháy được anh ha. Ví dụ như một số những dòng xe khác mà dạng như sedan thì thua rồi. Thua rồi. Chị ngồi chen vô thì ngồi chật là ghê lắm. Mà em nghĩ cái đó thì mình chỉ đi những cái đoạn đường ngắn đó, những cái đoạn đường gần nó sẽ an toàn hơn. Và anh khi anh sử dụng, anh mua và sử dụng cái chiếc CRV của Honda này thì hiện tại nha, em đang hỏi là anh trong cái tương lai gần anh có nghĩ là sẽ đổi một cái dòng xe khác nữa không? Thì cái xe này thực ra là mình vừa đi dùng cho gia đình, vừa đi dùng cho công tác, mình thấy rất là thoải mái. Ví dụ sau này thì mình cũng có ý định đổi xe, nhưng mà nếu đổi xe thì mình cũng sẽ chọn cái dòng xe như thế này và cải tiến hơn của CRV thôi. Thì cứ nghĩ là nếu như bây giờ CRV mà họ cái đời sau tương lai họ ra một cái đời sau nữa thì anh vẫn sẽ ưu tiên trong cái danh sách chọn lựa của anh, là anh vẫn sẽ ưu tiên là sẽ có thể là mình sẽ tiếp tục mình mua cái dòng CRV nữa. Đúng rồi. Còn chơi xe thì mình cũng thực ra mình dùng xe cho muốn cho gia đình với công việc thôi. Còn khi mà chơi xe thì mình cũng không có chơi xe nhiều xe dòng xe. Có nghĩa là khi mà anh mua cái xe này là để phục vụ cho gia đình và công việc. Đúng rồi. Là chủ yếu. Và hiện tại thì nó vẫn đang phục vụ rất tốt hai cái nhu cầu đúng đó. Rồi, hai nhu cầu đó. Đi chơi cũng được, đi làm cũng được. Nếu như quay ngược trở lại, cái thời điểm lựa chọn thì anh vẫn sẽ quyết định là lấy CRV hay là anh sẽ lấy một cái mẫu xe khác của một cái hãng khác? Ngày xưa trước khi lấy xe này thì mình cũng tham khảo 3-4 anh em. Thì các anh em thì cũng mỗi người một dòng xe khác nhau. Ông thì Fortuner, ông thì cũng là CX-5 và ông thì là Kia. Thì Kia thì cái đời mới của họ là ra một cái dòng mà cái chỗ ngồi rất là rộng. Rất là đẹp. Serona đúng không? Serona đấy. Thì nhìn nó như một cái Figure đấy. Nhìn cũng đẹp. Nhưng mà mấy anh bạn bảo nó chỉ đẹp mã thôi.
Dạ. Nhưng mà đi về lâu về dài nó ồn lắm. Dạ. Nên là mình thay đổi lại. Em còn ông bạn thì đang xe Fortuner thì ông cũng bảo là ông khen xe ông tốt, nhưng mà khi mình đi mình cảm nhận khi mà đi cao tốc ấy, yeah, ngồi xe đấy là ghế rất là cứng. À. Tức là mình đi đường trường thì ngồi rất là khó chịu người. Yeah. Thế nó sẽ không thoải mái bằng trên cái xe này. Đúng rồi. Thế là mình mới qua bên Phước Thành thì họ cho mình đi thử. Yeah. Thì mình cảm thấy ngồi xe mình thoải mái, và cái mục tiêu của mình đi là nó phải an toàn. Yeah. Và thoải mái thì mình thích. Đấy. Đúng rồi. Thì còn mẫu mã thì tất nhiên là cái xe này nó không thể đẹp bằng so với một số xe khác được. Dạ đúng rồi. Đấy, nhưng mà mình quan trọng nhất là cái an toàn. Dạ, đúng rồi. Tại vì mình tập trung về phục vụ cho gia đình thì cái an toàn nó sẽ và nó sẽ quan trọng. Và đúng dĩ nhiên là khi mà mình đi một cái xe mà mình cảm giác mình an tâm, mình tin tưởng thì cái chuyến đi mình nó sẽ thoải mái hơn, nó sẽ vui hơn là mình đi cái xe mà cảm giác mình bất an. Đúng rồi. Và ở trên cái xe này thì đây là cái bản 2 chấm. Thì nó sẽ không có nhiều đầy đủ cái những cái trang thiết bị bằng cái bản 2.4 rồi. Thì về cá nhân, quan điểm của cá nhân anh thôi, nếu như anh muốn gửi gắm một cái nguyện vọng của anh cho hãng Honda, yeah, thì anh hy vọng là cái mẫu xe này sẽ được cải tiến cái điểm nào? Nhất là cải tiến là cái camera. À, camera lùi á anh. Camera không phải camera bốn bên, ví dụ mình gia đình mình cũng có một con xe Nexus. Yeah, yeah. Thì họ có camera là 360. Dạ. Yeah. Đấy. Thì cái đấy thực ra từ camera của hãng CRV này, camera trước, camera lùi đều có. Yeah. Nhưng vấn đề là nắp thêm camera 360 độ đấy. Yeah. Đấy thì nó cũng không đáng bao tiền cả. Yeah. Thì nó sẽ an toàn hơn cho tất cả mọi người. Yeah. Tiện dụng hơn rất là nhiều. Ví dụ như vợ anh, chị nhà mà có lấy đi thì nó cũng sẽ rất là dễ. Mà đường trong đô thị nó quá đông, nhìn Hồ Chí Minh hay là Hà Nội lại quá đông. Đấy, nhiều khi có camera hai bên ấy thì mình quan sát khi mình re xe. Yeah. Cặp sát lề bên, đúng rồi. Yeah. Nó dễ hơn. Yeah. Cái thứ hai là cái cải tiến phía đằng sau ấy, nó hơi gù xe tí, thì mình cải tiến đi một chút xíu. Là sao anh? Thì cái đuôi xe của mình đó, trông nó hơi gù gù, đúng không anh? Đó là giờ về thiết kế. Đúng rồi, thiết kế thì mình cải tiến hơi cải tiến một chút xíu đẹp hơn. Dạ. Chứ còn chất lượng xe này thì mình sẽ là ok rồi. Dạ. Tuyệt vời. Anh đã đi bảo dưỡng cái xe này nhiều lần rồi anh hả? 10.000 cây thì em nghĩ là ít nhất cũng phải 2-3 lần rồi. Mình đi là 3 lần rồi đấy. Dạ, 3 lần. Thì anh thấy là cái dịch vụ của hãng Honda, các cái đại lý hãng Honda có tốt không? Mình cũng đi bảo dưỡng của những dòng xe khác. Dạ. Cái dòng xe riêng Honda này thì chỉ cần đi khoảng tầm 3.000-4.000 cây. Dạ. Là nhân viên chăm sóc khách hàng của hãng. Dạ. Đã thông báo cho mình. Đấy. Họ nói cho mình là hiện tại bây giờ là xe như bao nhiêu cây số thì anh vui lòng đến hãng bọn em kiểm tra. Rồi em bảo chỉ bảo dưỡng giúp anh thì thường xuyên thông báo cho mình, thông báo thì nhiều khi là trong công việc đâu phải lúc nào mình cũng chăm để ý là bao nhiêu cây đâu. Đấy, được nhân viên chăm sóc rất là nhiệt tình, chu đáo anh. Đúng rồi. Và cái thứ hai là khi mà đặt lịch hẹn đến để bảo dưỡng xe hầu như là họ tiến hành rất là nhanh chóng, không phải chờ đợi nhiều. Nói chung là anh hài lòng. Đúng rồi, cái dịch vụ của bên bộ sau bán hàng. Đúng rồi. Và cái chi phí thì sao anh? Về chi phí bảo dưỡng cái xe này nó có đắt không? Chi phí bảo dưỡng cái xe này thì rất là rẻ. Yeah. Mỗi lần mình đi bảo dưỡng hầu như đều giảm giá. Nó chỉ mất khoảng tầm hơn triệu thôi. À, quá rẻ ha. Vâng, thế còn ví dụ như cái dòng xe khác ngày xưa thì còn mình chia ra ví dụ như hơn 1 triệu mà mình chia mình đi 4.000 cây, ví dụ vậy đi 4.000 cây mà thấy 5.000 cây mình bảo dưỡng một lần. Mình lấy 1.000 mình chia 4.000 cây nó quá rẻ. Đúng rồi. Chi phí cho một cây số nó quá rẻ. Yeah. Đánh đổi lại là mình thoải mái, mình yên tâm và tiết kiệm nhiên liệu, mọi đúng thứ rồi, an toàn. Em thấy hợp lý. Được cái xe này nói chung là túi tiền hợp lý, ngon bổ rẻ. Chất lượng được ok. Yeah. Vậy là chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những đánh giá, những chia sẻ của anh Nguyễn Kim Thắng, một thành viên Mỹ Đàn Ô Tô Sài Gòn và cũng là một cái người đang thực sự sở hữu và sử dụng chiếc xe Honda CR-V. Đây là những cái lời chia sẻ hết sức là chân thật, bởi vì đó là người thật việc thật. Một lần nữa em xin cảm ơn anh, rất chân thành. Dạ, cảm ơn anh đã tham gia cùng với Mỹ Đàn Ô Tô Sài Gòn. Và hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ có thể gặp nhau ở một cái hội hè, một cái buổi offline nào đó trong một tương lai gần. Và cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái clip tiếp theo.